Ngày 20 tháng 11, Trường Tiểu học Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Tham dự có đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy và các ban ngành trực thuộc trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo ưu tú Lê Thị Thanh Thủy, hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo ngành giáo dục thành phố Hà Nội và quận Cầu Giấy đã tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh của mình. Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi và nồng ấm nghĩa tình, cho phép tôi thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên của nhà trường trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc và những tình cảm tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã đến dự và chia vui trong ngày hội truyền thống này. Kính chúc các quý vị đại biểu, các nhà giáo lão thành mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các thầy cô giáo và các em học sinh đạt được nhiều thành tích tốt đẹp, tiếp tục vững bước trên con đường phát triển với niềm tin và tràn đầy thắng lợi. Ngày 15 tháng 11 vừa qua, nhà trường đã được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Đây là niềm vinh dự, niềm tự hào, niềm khích lệ động viên vô cùng lớn lao, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của thầy và trò trường Tiểu học Nghĩa Tân. Chúng ta hãy nhiệt liệt biểu dương thành tích rất đáng tự hào này. Là một nhà giáo đã có 20 năm giảng dạy tại đây, cô giáo Đỗ Diệu Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C tâm sự. Là một giáo viên dạy ở ngôi trường khang trang này, chúng tôi thấy vô cùng háo hức và xúc động trước tình cảm của các em học sinh dành cho mình trong ngày 20 tháng 11. Các em đến chúc mừng cô và chúc sức khỏe cô. Hôm nay là ngày kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam. Thì cũng là một giáo viên cho nên là cũng hòa chung với không khí của toàn quốc. Chúng tôi cũng rất là náo nức, vui mừng. Không những là mình đứng ở trên vai trò là một giáo viên nhận những tình cảm của các bậc phụ huynh, các em học sinh khóa này cũng như là học sinh cũ đến chúc mừng cô, chúc sức khỏe cô. Cũng tại chương trình, nhiều cá nhân và tập thể của nhà trường đã được tuyên dương, khen thưởng, gồm các giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và bài giảng e-learning, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, sáng kiến kinh nghiệm cấp quận và thành phố. Ban tổ chức cũng trao giải cho giáo viên thi viết chữ đẹp, học sinh thi vẽ tranh và viết chữ đẹp.